Kính chào quý vị đang theo dõi chương trình tạp chí ngân hàng phát sóng hàng tuần trên kênh truyền hình kinh tế tài chính VTV. Thưa quý vị, vay tín chấp là hình thức vay vốn tại các tổ chức tín dụng thông qua uy tín của người đi vay mà không cần bất cứ tài sản thế chấp nào. Với điều kiện thủ tục đơn giản, nhanh chóng, sản phẩm vay tín chấp đã giúp rất nhiều khách hàng dễ dàng đáp ứng nhu cầu tiêu dùng, mua sắm. Mặc dù vậy, hình thức vay này lại mang đến không ít những rủi ro và vì mức độ rủi ro rất cao nên mức lãi suất đưa ra đối với hình thức vay tín chấp thường không hề thấp. Nếu như không tính toán kỹ thì người đi vay hoàn toàn có thể phải trả mức lãi cao hơn dự tính của bản thân rất nhiều. Vì vậy, trong chuyên đề tạp chí ngân hàng 4 cho doanh nghiệp nhỏ và vừa phần 9 với chủ đề vay tín chấp nhìn từ kinh nghiệm quốc tế tuần này, chúng tôi sẽ tiếp tục gửi đến quý vị những câu chuyện mới xoay quanh vấn đề vay tín chấp của doanh nghiệp. Xin mời quý vị cùng theo dõi. Trước tiên, xin mời quý vị cùng đến với những ghi nhận thực tế của phóng viên VTV. Là một doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực cung cấp vật tư tiêu hao và hóa chất trong lĩnh vực y tế, công ty trách nhiệm hữu hạn thương mại và dịch vụ HNN Việt Nam của ông Trần Nhật Quân đã tiếp cận được nguồn vốn vay tín chấp từ ngân hàng MB Bank với hạn mức vay tín chấp 6 tháng là 20% trên tổng doanh thu của năm liền trước. Tuy nhiên, ông Quân chia sẻ, với đặc thù khách hàng là các bệnh viện công chi trả từ bảo hiểm nên hạn mức 6 tháng gây nhiều khó khăn cho doanh nghiệp. Ngân hàng cung cấp cho bên công ty tôi cái hạn mức tín chấp đấy. Nhưng mà cái số lượng rất hạn chế, cái số lượng mà cấp hạn mức tín chấp đấy nó lại theo cái tổng doanh thu của những năm gần nhất, thì thông thường nó chỉ được cấp một cái hạn mức rơi vào khoảng 20% tổng doanh thu của cái năm trước đấy. Cái đặc thù trong cung cấp những vật tư tiêu hao và hóa chất cho trong lĩnh vực y tế là cấp cho các bệnh viện theo thầu một năm. Mà cấp theo như thế thì hàng cấp đến đâu phải sau ít nhất là 3 tháng thì mới được thanh toán. Nhưng mà thông thường thì cũng phải hơn 6 tháng thì bệnh viện mới thanh toán. Vì bệnh viện thì đều là các bệnh viện nhà nước và họ cái nguồn chi trả của họ lại từ bảo hiểm cho nên là có độ trễ. Nhưng cái việc đấy là nó có khó khăn thôi, cái hạn mức chỉ trong vòng 6 tháng thôi. Không chỉ gặp khó khăn vì thời hạn vay ngắn, theo ông Trần Nhật Quân, rào cản lớn nhất doanh nghiệp đang gặp phải chính là lãi suất cao lên tới 18-20% khiến cho doanh nghiệp không dễ dàng xoay sở. Thực ra cái vay tín chấp thì rào cản lớn nhất chính là cái lãi suất. Thế còn thực ra công ty làm lớn đến đâu thì cái tín chấp nó theo 20% thì nó sẽ được đến đấy, và cái đấy là công ty cũng chỉ nên là huy động cái vốn tín chấp ở mức đấy thôi chứ không bị quá. Nhưng mà đấy, cái rào cản lớn nhất là cái lãi suất khá là cao, 18% đến 20%. Mặc dù vậy, vay tín chấp vẫn là hạn mức vay vốn nhiều doanh nghiệp muốn tiếp cận vì đây là giải pháp giúp doanh nghiệp giải bài toán về tài sản đảm bảo. Tuy nhiên, theo chia sẻ của nhiều doanh nghiệp gặp khó khi tiếp cận nguồn vốn tín chấp vẫn ở khâu xét duyệt hồ sơ, thẩm định dự án, nhà xưởng hay chỉ số minh bạch doanh nghiệp, đặc biệt là các doanh nghiệp ở nông thôn. Thật ra cái tín chấp ấy thì cũng đấy là một cái chỉ số là hướng tới, nhưng mà hiện tại nó chỉ đưa ra với để chúng ta đưa ra thôi, chứ còn đợt thực tế và triển khai sâu rộng cho các doanh nghiệp thì chưa được bao nhiêu cả, bởi vì cái tín chấp thì nó giới hạn. Hai nữa là gì, đặc biệt là lĩnh vực giao dịch ở nông thôn còn rất hạn chế về cái chỉ số minh bạch. Nhưng bây giờ chúng tôi bảo bởi tất cả đều như vậy thì chúng tôi làm sao minh bạch nổi, đấy là một cái khó khăn để tín chấp. Bản chất thì đã tiếp cận được một số ngân hàng rồi, nhưng mà để mà cái đa số ở Việt Nam thì chỉ có khoảng tầm 30-40% là các doanh nghiệp để tiếp cận được vốn thôi, mà cái vốn để tiếp cận được thì cũng chỉ chiếm được khoảng tầm 50-60% không đến so với các dòng tiền của doanh nghiệp. Mà đặc biệt nữa là khi mà tiếp cận được vốn của các ngân hàng thì là rất là vất vả với doanh nghiệp, đặc biệt như là về hồ sơ này, để thẩm định dự án này, hay là thẩm định về nhà máy, nhà xưởng thì để tiếp cận được như thế rất là lâu. Hoặc là một như là những cái doanh nghiệp mà nó có những cái đơn hàng rất là lớn, để mà tiếp cận được như thế thì nó lại qua mất cái cơ hội rồi.
Ngoài lý do xuất phát từ những khó khăn chung của thị trường trong và ngoài nước, còn nhiều doanh nghiệp, đặc biệt là doanh nghiệp nhỏ và vừa có quy mô nhỏ, vốn chủ sở hữu và năng lực tài chính hạn chế, trình độ quản trị kinh doanh còn bất cập và thiếu chiến lược kinh doanh dài hạn, phương án kinh doanh khả thi. Các doanh nghiệp nhỏ và vừa chưa coi trọng việc cập nhật thông tin hoạt động, cũng như tổ chức hạch toán kế toán theo quy định, ảnh hưởng đến quá trình xem xét và thẩm định hồ sơ vay vốn, gây khó khăn trong quá trình định giá, thẩm định và cho vay vốn của ngân hàng. Nói đến vay tín chấp, đồng nghĩa với việc doanh nghiệp sẽ phải tạo được sự tin tưởng cho ngân hàng. Tuy nhiên, hiện nay chuẩn cho vay tín chấp hay điều kiện để tin tưởng lẫn nhau trong vay tín chấp vẫn còn khá mập mờ và chưa có cơ chế cụ thể về chuẩn trong cho vay tín chấp. Đây chính là nguyên nhân và rào cản chính dẫn đến việc ngân hàng khó mở hầu bao vay không tài sản với doanh nghiệp, đặc biệt là các doanh nghiệp nhỏ và vừa hiện nay là những doanh nghiệp có rất ít hoặc là không có tài sản đảm bảo. Đại diện Ngân hàng Nhà nước chi nhánh Thành phố Hồ Chí Minh khẳng định, hiện nay chủ trương cho vay tín chấp vẫn đang được các cơ quan nhà nước đẩy mạnh, đồng thời kêu gọi các ngân hàng thương mại phải tăng cường cho vay theo hình thức này nhằm hỗ trợ vốn kịp thời cho các doanh nghiệp. Tuy nhiên, hiệu quả cho vay đến nay vẫn chưa đạt kết quả như mong muốn bởi các doanh nghiệp hiện nay vẫn chưa tạo được sự tin tưởng cho các ngân hàng trong việc thể hiện sự minh bạch về dòng tiền, về báo cáo tài chính. Cái bộ máy kế toán của họ cũng không có. Họ thường đó là thuê những cái cán bộ có thể là làm kiêm nhiệm thôi của những nơi khác về làm kế toán cho mình để rồi là có những cái báo cáo về quyết toán thuế hay quyết toán về thu nhập nhân dân. Do đó mà những cái yêu cầu của ngân hàng liên quan đến vấn đề gọi là dòng tiền, liên quan đến các cái khoản phải thu, các khoản phải trả thì họ coi như là không được cập nhật kịp thời và từ đó cũng không đảm bảo được tính minh bạch rõ ràng và qua đó thì ngân hàng cũng khó kiểm soát được dòng tiền của các doanh nghiệp. Và như thế thì rõ ràng sẽ không tạo điều kiện thuận lợi khi mà tiếp cận cái nguồn vốn mà dai mà không có đảm bảo bằng tài sản. Sự minh bạch cũng chính là rào cản lớn nhất cho vay tín chấp mà các chuyên gia kinh tế nhận định bởi đặc thù của các doanh nghiệp vừa và nhỏ vẫn mang tính chất gia đình, việc xây dựng một hệ thống quản lý, báo cáo, trình bày chi tiết, cụ thể phương án kinh doanh hay kế hoạch vay vốn, báo cáo tài chính là trở ngại lớn của các doanh nghiệp khi tiếp cận với ngân hàng. Phải nói là phần đông các người chủ doanh nghiệp nhỏ họ là không hình dung ra cái việc là phải trình bày rõ ràng cái việc tính toán, bởi vì tất cả chuyện làm ăn của họ hầu như ở trong đầu, họ có thể ước lượng vấn đề này vấn đề kia và họ có cách để họ thực hiện. Tuy nhiên đối với ngân hàng thì những cách thức như vậy nó phải trình bày rõ ràng ra bằng những con số, những so sánh thì doanh nghiệp họ lại không làm được. Thông tin ở Việt Nam chúng ta nó vẫn còn rất thiếu minh bạch, đặc biệt thông tin từ phía doanh nghiệp về tài chính, về quản trị điều hành, về bản thân cái dự án hay là cái hoạt động cần phải vay vốn, đôi khi cũng thiếu đáp ứng cái chuẩn mực yêu cầu của các tổ chức tín dụng. Doanh nghiệp sẽ khó vay vốn tín chấp nếu chưa có được sự tin tưởng từ phía ngân hàng. Vì vậy, sự hỗ trợ từ phía ngân hàng là rất cần thiết để các doanh nghiệp hiểu rõ và từng bước xây dựng kế hoạch vay vốn theo đúng chuẩn của ngân hàng. Cụ thể, các ngân hàng cần có quy trình cấp tín dụng riêng với những thủ tục đơn giản, đẩy mạnh thiết kế các gói sản phẩm tín dụng tín chấp riêng phù hợp với nhóm đối tượng là doanh nghiệp vừa và nhỏ, từ đó có thể tạo được niềm tin giữa doanh nghiệp và ngân hàng. Doanh nghiệp cũng không còn e ngại khi tiếp cận vốn vay tín chấp, ngân hàng cũng cởi mở hơn với doanh nghiệp. Phải xây dựng được một cái bộ phận chuyên là cho vay tín chấp của doanh nghiệp. Và bộ phận này nó phải là thứ nhất là có phải bộ dữ liệu các ngành nghề nhỏ nắm sát, thứ hai nó có những cái quy trình để hướng dẫn cho doanh nghiệp, và thứ ba nó phải có những cán bộ là chuyên thật sự là rất giỏi để hỗ trợ cho chi nhánh trong vấn đề tiếp cận nghiên cứu và hướng dẫn cho doanh nghiệp nhỏ. Các cái ngân hàng thì cũng có cái chính sách hỗ trợ và linh động trong cái việc là giúp các cái doanh nghiệp nhỏ và vừa làm sao mà hoàn thiện một cái hồ sơ nó nhanh nhất, chứ không có cái tình trạng là gây cái khó khăn, bởi vì sẽ gây cái nản chí cho cái doanh nghiệp nhỏ và vừa trong việc tiếp cận vốn. Bên cạnh đó, bản thân các doanh nghiệp cũng phải tự nâng cao năng lực của mình, chủ động phối hợp chặt chẽ cùng ngân hàng, chủ động tìm kiếm đơn vị tư vấn, hỗ trợ thật chuyên nghiệp cho doanh nghiệp trong quá trình tiếp cận vốn ngân hàng. Như vậy, cả hai bên, ngân hàng và doanh nghiệp sẽ có sự thấu hiểu cũng như tin tưởng nhau hơn trong quá trình vay.
Thực tế cho thấy rủi ro cao khiến cho lãi suất vay tín chấp thường cao hơn rất nhiều so với lãi suất vay thế chấp, khiến cho nhiều doanh nghiệp lo ngại khi tiếp cận nguồn vốn vay này, mặc dù đây được cho là giải pháp vay vốn đơn giản và không cần tài sản đảm bảo. Vì vậy, để giải bài toán rủi ro cao, các ngân hàng thương mại và cả doanh nghiệp cần phải làm gì để tiếp cận nguồn vốn tín chấp hiệu quả hơn? Xin mời quý vị cùng theo dõi những ý kiến về kinh nghiệm quốc tế được chúng tôi ghi nhận ngay sau đây. Không tài sản thế chấp, tình hình tài chính thiếu minh bạch khó khăn chồng chất trước bối cảnh kinh tế khó khăn, đặc biệt là tỷ lệ rủi ro cao khiến doanh nghiệp nhỏ và vừa tiếp cận vốn vay tín chấp đã khó lại càng khó hơn khi gõ cửa nhà băng, dù nhu cầu vay vốn ngày càng tăng. Trong khi đó, để giảm thiểu rủi ro vay tín chấp, các ngân hàng phải kiểm soát chặt chẽ khách hàng cũng như sử dụng mức lãi suất cao, đặc biệt với doanh nghiệp nhỏ và vừa. Do vậy, rất nhiều doanh nghiệp không đáp ứng đủ điều kiện cho vay của ngân hàng. Để giải bài toán rủi ro cao trong vay tín chấp, nhiều nước phát triển đã có những giải pháp hiệu quả mà nước ta nên học tập. Và các ngân hàng nước ngoài khi mà họ cho vay tín chấp, thứ nhất là công ty mà vay, doanh nghiệp vay tiền của ngân hàng phải có kiểm toán và được kiểm toán bởi những công ty kiểm toán độc lập, để mà cái báo cáo tài chính được thể hiện cái tình hình tài chính cũng như tất cả những cái chỉ tiêu tài chính một cách chính xác nhất của khách hàng, để mà ngân hàng có thể định lượng được cái khả năng trả nợ của khách hàng. Cái điều thứ hai nữa, nó phải là những công ty mà làm ăn có lời, ít nhất là trong 3 năm cho đến 5 năm trước đó là phải có lời. Rồi tất cả những cái chỉ tiêu tài chính, chỉ tiêu về thanh khoản, chỉ tiêu đòn bẩy tài chính, tất cả những cái chỉ tiêu về lợi nhuận, nó phải là những cái chỉ tiêu mà tốt, thì để ngân hàng biết được rằng đây là những cái công ty hoạt động lành mạnh. Và cái điều thứ ba quan trọng nữa là ngân hàng họ phải kiểm soát được cái dòng tiền, tức là họ cho vay một cái doanh nghiệp nào đó, doanh nghiệp đó sử dụng tiền của họ để đi vào sản xuất kinh doanh, bán hàng ra, sau khi bán hàng ra thì cái tiền đó trở về với doanh nghiệp đó, thì ngân hàng phải là cái chỗ họ kiểm soát được cái dòng tiền, tức là thường thường là họ bắt các doanh nghiệp đó phải mở cái tài khoản với họ và chỉ với ngân hàng đó và thôi. Về cái quỹ hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa ấy, tỉnh tôi thì chưa có, nhưng nhiều tỉnh đã có rồi. Trong 63 tỉnh thành thì đã có 28 tỉnh đã có. Nhưng chính vướng ở cái cơ chế. Tại sao các nước khác người ta có những cái gọi là quỹ phát triển rủi ro, đầu tư rủi ro. Tức bỏ ra 50-50, mất cũng được. Không ai quy kết trách nhiệm cho họ là mày bỏ tiền vào đây mày mất mày phải tù. Nhưng của chúng ta ấy, ông bỏ tiền ra nhưng lo nơm nớp là liệu có bảo tồn được vốn đó hay không. Cho nên chính cái đó là chính là cái mà để cho quỹ đầu tư, quỹ phát triển doanh nghiệp nhỏ và vừa không thể làm được. Cái lấy ví dụ như ở Mỹ chẳng hạn, người ta có tới khoảng 25 triệu doanh nghiệp nhỏ và siêu nhỏ. 25 triệu này tức là chiếm tới một nửa GDP của nước Mỹ. Và cũng tạo ra một nửa công ăn việc làm cho người Mỹ. Và chính phủ Mỹ có hẳn cả một cái bộ gọi là bộ doanh nghiệp nhỏ và siêu nhỏ. Và cái bộ này làm một cái nhiệm vụ, tức là trước đây bộ này là người trực tiếp cho vay cho cả cái doanh nghiệp nhỏ và siêu nhỏ. Sau này thì họ đổi mới, họ đứng ra bảo lãnh cho cả cái doanh nghiệp nhỏ và siêu nhỏ vay vốn của ngân hàng. Thì trước khi bỏ lãnh thì họ làm một số những cái động thái, ví dụ như là đào tạo cho các cái doanh nghiệp nhỏ và siêu nhỏ này về kế toán, về marketing, về quản trị. Và sau đó rồi thì là họ giới thiệu các doanh nghiệp này cho ngân hàng. Và ngân hàng thì cứ thế mà cho vay. Và nếu một doanh nghiệp là do đàn ông làm chủ thì được bảo lãnh 55%. Tức là trong trường hợp họ không trả được nợ thì cái bộ doanh nghiệp nhỏ và siêu nhỏ này sẽ trả cho 55%. Còn nếu doanh nghiệp mà do nữ làm chủ thì được trả tới 80%. Và chính vì vậy cho nên là các doanh nghiệp nhỏ và siêu nhỏ của Mỹ người ta hoạt động rất là tốt. Vì mức độ rủi ro rất cao nên mức lãi suất đưa ra đối với hình thức vay tín chấp thường không hề thấp. Nếu không tính toán kỹ thì người đi vay hoàn toàn có thể phải trả mức lãi suất cao hơn dự tính của bản thân rất nhiều. Mặc dù vậy, cho vay tín chấp vẫn là một sản phẩm quan trọng trong hoạt động giải ngân vốn của một ngân hàng và đáp ứng nhu cầu thực tế của doanh nghiệp.
hạn chế tín dụng đen cho vay nặng lãi trong xã hội. Vì vậy, ngân hàng cần có những chế tài thay đổi để phù hợp hơn với doanh nghiệp, và doanh nghiệp thì phải báo cáo định kỳ cho ngân hàng với các chỉ tiêu tài chính cơ bản có liên quan đến sử dụng vốn vay. Điều này giúp cho ngân hàng quản lý nợ có hiệu quả, đồng thời giúp doanh nghiệp quản lý vốn vay và tài chính hữu hiệu, tránh những rủi ro đáng tiếc. Sau khi giải ngân, ngân hàng có nhiều giải pháp quản trị rủi ro của khoản vay như giám sát việc sử dụng vốn của khách hàng, còn gọi là giám sát mềm, vì khách hàng đang sử dụng vốn bình thường. Dưới góc độ của người đi vay, việc thu hồi nợ khi rủi ro tín dụng xảy ra rất khó khăn, tiêu tốn nhiều thời gian, công sức và tiền bạc. Vì vậy, khi đi vay, khách hàng cần phải cân đối tài chính cá nhân của mình, có phương án trả nợ phù hợp và có thiện chí trả nợ tích cực. Điều này không chỉ giúp cho các tổ chức tín dụng giảm được nợ xấu, mà quan trọng hơn hết đó chính là tăng uy tín của bản thân người đi vay. Đến đây thì chuyên đề tạp chí ngân hàng tuần này cũng xin được khép lại. Cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi. Quý vị có thể xem trực tuyến hoặc xem lại chương trình trên website vitv.vn và đừng quên cập nhật thông tin qua Facebook của kênh truyền hình Kinh tế Tài chính VITV. Còn bây giờ xin chào và hẹn gặp lại.